Bắt đầu từ chiều 19 tháng 11, lượng phe vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq bắt đầu hoạt động mạnh mẽ quanh các địa điểm bán vé của VFF. Có khoảng 10 đến 15 người đứng ở khu vực đầu đường Lê Quang Đạo, trụ sở của VFF. Do sức hút của đội tuyển Việt Nam không lớn như thời gian trước đây, phe vé không vội vàng đẩy giá cao nhằm có thế bán nhanh nhất. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi vé được bán ra ở thị trường chợ đen chỉ chênh 50.000 đồng so với mệnh giá gốc. Số lượng khách quan tâm đến vé chợ đen không phải ít, nhất là khi mức chênh lệch chấp nhận được. Nhiều người chọn mua qua các phe vé bởi VFF chỉ bán vé theo khung giờ nhất định trong ngày. Ngoài ra, lượng vé được tiêu thụ qua đường công văn và bán trực tiếp khá nhanh, có thời điểm VFF thu hàng trăm triệu đồng trong một ca bán vé. Một phe vé cho biết, thời điểm này, chúng tôi chỉ mong đội tuyển Việt Nam thắng và thắng liên tục thì sức hút của bóng đá mới nóng lên được. Giờ thì chấp nhận bán cái vé lại bắt phở, còn hơn đẩy giá lên cao rồi sát trận lại phải hạ dưới cả giá niêm yết mới có người mua. Thậm chí, việc đến các địa điểm này mua vé còn dễ dàng hơn mua qua mạng. Trên các diễn đàn, mức chênh của một tấm vé so với giá niêm yết là 100 đến 150.000 đồng vé. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng bỏ tiền cho vé chợ đen bởi những nỗi lo riêng. Một số khán giả nước ngoài được phe vé chào mời nhưng từ chối giao dịch. Họ vào hỏi khung giờ bán tại VFF để mua trực tiếp vì nỗi lo vé giả. Giá vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 có 4 mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bán vé theo hình thức trực tuyến từ ngày 7 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam chạm trán Iraq ngày 21 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây cũng là sân thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tất cả các trận sân nhà tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.